Chào tất cả các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái dạng trong cái bài toán phụ của bài toán rút gọn. Đây chính là bài tìm x để cho x bằng một cái giá trị nào đó, có thể là bằng một giá trị thực hay là bằng một biểu thức chữ x. Nói tóm lại là thầy đặt cái tiêu đề là tìm x thỏa mãn một cái đẳng thức chứa với x. Chúng ta sẽ nghiên cứu thông qua một vài ví dụ. Bây giờ chúng ta đi vào ví dụ 1. Cho P bằng căn x trừ 1 trên căn x cộng 2. Ở đây điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 0. Người ta yêu cầu này, tìm x để, ý thứ nhất, P bằng 1 phần 2. Ý thứ hai, B là P bằng trừ căn x. Thực chất đây là một cái bài toán mà thầy đã rút gọn và cho P về biểu thức cuối cùng là như ở trên bảng, và chúng ta thực hiện các cái câu hỏi phụ là phần A và B đây. Còn cái phần mà rút gọn riêng thì chúng ta sẽ luyện tập ở phần trước rồi nhá. Giờ chúng ta giải này. Câu A, với điều kiện x lớn hơn bằng 0 thì p này đã có nghĩa. Vậy bây giờ ta sẽ giải ra, p bằng 1 phần 2 tương đương với căn x trừ 1 trên căn x cộng 2 là bằng 1 phần 2. Với cái điều kiện là x lớn bằng 0 thì ở đây biểu thức hoàn toàn xác định, và cái tạm gọi cái phương trình này đã xác định. Vậy chúng ta có thể quy đồng và khử mẫu được chưa? Cái này sẽ tương đương với, thầy quy đồng và khử mẫu ngay, đó là 2 nhân lên đây là bằng 2 căn x trừ 2. 2 căn x trừ 2 bằng 1 nhân chéo lên đây là bằng căn x cộng 2. Và cái này sẽ tương đương với, chuyển căn x sang kia là còn căn x, chuyển 2 này là căn x bằng 4. Được chưa? Căn x bằng 4. Đây thì căn x cộng 2 này đây là 2 căn x. Được chưa? Căn x chuyển sang đây là còn căn x này. Cái này là căn x bằng 4. Vậy thì x bằng mấy nhỉ? X bằng 16, đúng không? Tương đương với x bằng 16. Mà x bằng 16 là thỏa mãn điều kiện x lớn hơn 0, đúng không? Cho nên chúng ta ghi cho thầy là thỏa mãn điều kiện. Chúng ta trả lời vậy. Với x bằng 16 thì P bằng 1 phần 2. Đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang cái ý thứ hai, B. Chúng ta là P bằng trừ căn x tương đương với căn x trừ 1 trên căn x cộng 2 sẽ là bằng trừ căn x. Ở đây là đẳng thức có thể gọi là chữ biến này, phương trình, đúng không? Chúng ta có thể quy đồng khử mẫu trong trường hợp đã có điều kiện, có nghĩa, được chưa? Vậy thì cái này ta sẽ tương đương luôn cho thầy. Ở đây chuyển căn x sang đây, nhân với căn x này là sẽ là bằng x, thì làm tắt luôn đấy, x ở đây là 2 căn x, 2 căn x với cả cộng căn x nữa là gì, 3 căn x, và trừ đi 1 là bằng 0. Đấy, các bạn tiếp tục giải cho thầy đi, xem chúng ta sẽ giải cái bài này như thế nào. Ở đây thực chất đó là cái có dạng là phương trình của 2, đúng không? Nếu chúng ta quy về phương trình của 2, nếu như đặt căn x bằng gì, bằng t thì x sẽ là bằng t bình phương, được chưa? Đấy, nó sẽ đặt căn x bằng t. Bạn nhớ nhá, khi đặt căn x bằng t thì điều kiện của t phải đây, x lớn bằng 0 được, đúng không? Căn x của t thì là t phải lớn hơn 0. Vậy thì suy ra cái phương trình trở thành, chúng ta ghi là phương trình trở thành, đó là t bình cộng 3t trừ 1 bằng 0. T bình cộng với 3t trừ đi 1 bằng 0. Đây là phương trình của 2. Chúng ta có thể tính delta để giải, đúng không? Ta tính delta và nhanh cho thầy, 2
nghiệm thêm một bằng thêm hai bằng. Beta ở bên bình phương thì 4 AC, 3 bình là 9 thì đi 4. AC là bằng cộng với 4 nữa thì bằng 13. Vậy thì một nghiệm đó là bằng gì nhỉ? Trừ 3 cộng căn 13 trên 2, một nghiệm nào? Trừ 3 trừ căn 13 trên 2. Đấy, chúng ta sẽ loại nghiệm bằng cách nào? Chúng ta thấy đây, trừ 3 trừ căn 13 chắc chắn là âm rồi, trên 2 là âm. Và trong khi điều kiện của chúng ta phải là lớn, tên lớn bằng 0. Vậy thì cái này sẽ bị loại. Còn cái thằng này là căn 13 thì đương nhiên sẽ phải lớn hơn 3. Lớn 3 trừ 3 là lớn 0, trên 2 là dương. Vậy thì cái này là gì, là thỏa mãn. Vậy với T, với T bằng gì nhỉ? Với T bằng trừ 3 cộng căn 13 trên 2. Thì thỏa mãn thì chúng ta đặt căn x bằng T vào đúng không? Vậy thì suy ra là căn x sẽ là bằng T, tức là bằng trừ 3 cộng với căn 13 trên 2. Và đây là hai vế đều là không âm. Chúng ta bình phương hai vế thì khử căn. Vậy bình phương cái này bằng x, vậy cái này tương đương với x bằng trừ 3 cộng với căn 13 trên 2 bình phương. Thì chúng ta có thể rút gọn đây, x bằng cái này là bình phương thứ nhất là 9 này, cộng với 13, căn 13 bình phương nên là 13. Vậy thì 9 với 13 là gì? 22. Đấy, 22 trừ đi 2 là tích số nhất thứ 2, tức là trừ đi 6 căn 13. Đấy, trên bình phương cái này là 4. Vậy thì ta rút gọn đi, tương đương với x sẽ là bằng 11 trừ đi 3 căn 13 trên 2. Đấy. Và đây là giá trị x phải tìm. Thầy sẽ không nhắc lại nữa nhá. Đóng khung qua là kết quả, chúng ta không bỏ qua phần kết luận. Về nhà, tương tự trên cơ sở mà thầy đã chưa bàn cái ý như vậy. Ví dụ 1, chúng ta sẽ bài tập về nhà làm cho thầy ví dụ 2 sau. Bài tập về nhà. Buổi học sau thầy đã chữa nhá. Cho P bằng căn x cộng 1 trên căn x trừ 4. Căn x cộng 1 trên căn x trừ 4. Với cái điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 0 và x khác 16. X khác 16. Với cái điều kiện này các bạn tìm x để P nhân với căn x trừ đi 4 bằng 2x. Đấy. Đây là cái bài tập về nhà. Tương tự như cái bài ví dụ mà thầy vừa chữa ở đây. Các bạn về nhà làm bài tập. Buổi sau thầy chữa tiếp cho các bạn nhé.